đại ca lia một đường muối qua, lia một đường chanh lại, trời ơi em nói nó rác cô rầu luôn, nó sợ đại ca cả đời luôn. Mày ác quá. Nhưng mà anh Quang không thích máu me. Và cái làm tao gai mắt nhất là cái này nè. Ở đó. Thầy, thầy ơi. Nhưng mà quan trọng là ông biết quay không? Trời ơi, yên tâm đi. Mấy cái đám ma trong xóm tôi là tôi quay hết đó. Chị, ai mà giống ông Sang quá vậy? Sao tự nhiên Sang lại bỏ thi vậy? Trời, em đâu có biết đâu thầy. Em đang ngủ mà. Đã bảo. Cái này đại ca giải thích kỹ hơn giùm em cái. Vậy nè, nó giống như là đánh mà như không đánh, mà không đánh là không được. Ôi trời ơi, đại ca nói như không nói,